Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 30 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin có phải Nguyễn Xuân Phúc muốn triệt hạ nhóm Lê Thanh Hải hay không? Trong bối cảnh nhóm Lợi Ích đang lên kế hoạch ép bà con Thủ Thiêm ở Sài Gòn, thì tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Phúc đã tổ chức một buổi họp hành lên tiếng chống lợi ích nhóm rất mạnh mẽ. Ý của ông Nguyễn Xuân Phúc là gì? Muốn nắn gần nhóm Lợi Ích Lê Thanh Hải hay sao? Theo kịch bản, thì nhiều ngày trước, cuộc đối thoại thanh tra của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với nhau tổ chức đối thoại với bà con dân oan ở Thủ Thiêm vào chiều 27 tháng 11 năm 2020. Kế hoạch chuẩn bị rất kỹ, thành phố cử ông Võ Văn Hoan, người mà năm 2018 đã thủ tiêu bản đồ gốc và quyết định của Thủ tướng để phi tang chứng cứ sai phạm của nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang. Và sau đó là Võ Viết Thanh đã dựng lên một tấm bản đồ quy hoạch gốc được bà con dân Thủ Thiêm cho là bản đồ giả mạo vì nó không có chữ ký của cơ quan có thẩm quyền ở Bộ Xây dựng. Và cuộc đối thoại đi vào bế tắc vì Võ Văn Hoan quyết bảo vệ nhóm Lê Thanh Hải. Được biết, nhóm Lê Thanh Hải là nhóm Lợi Ích rất mạnh và ông Nguyễn Phú Trọng 5 lần 7 lượt muốn hạ bệ để triệt mầm mống nhưng đều không ăn thua. Thậm chí ông Trọng còn cho tóm luôn em ruột ông Lê Thanh Hải là Lê Tấn Hùng mang ra Hà Nội để điều tra nhưng vẫn không phá được. Không những nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang không sức mẻ mà lại còn liên minh với lãnh đạo thế hệ trước là Võ Viết Thanh và lãnh đạo thế hệ đương thời là Võ Văn Hoan để tạo thành liên minh bất khả xâm phạm. Vậy câu hỏi đặt ra, liệu nhóm của Nguyễn Xuân Phúc có làm được gì nhóm Lợi Ích này hay không? Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi chống lợi ích nhóm. Nhóm của Nguyễn Xuân Phúc hỗ trợ ông Trọng, câu hỏi cũng được đặt ra. Chuyện sai phạm ở Thủ Thiêm bao nhiêu năm nay, và đây là vụ án mà ông Trọng muốn nhổ cả nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang, nhưng vẫn chưa làm được gì được. Đến nay thì ông Nguyễn Phú Trọng đã sắp hết nhiệm kỳ, người kế nhiệm thì đã được cơ cấu nhưng vẫn còn trong vòng bí mật, khó ai biết được. Việc Nguyễn Xuân Phúc sốt sáng ra mặt nhắm vào nhóm Lợi Ích thấy có vẻ như ông Nguyễn Xuân Phúc đang có lợi thế hơn Trần Quốc Vượng trong vai trò kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng. Muốn tiếp quản chuyện ông Trọng chăng, câu hỏi cũng được đặt ra. Vào ngày 24 tháng 11 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc có chủ trì hội nghị về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Cùng dự có ông Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Trịnh Đình Dũng và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến với một điểm cầu ở trụ sở chính phủ và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại hội nghị, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI kể lại câu chuyện về xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện luật đầu tư khi chỉ còn 6 tháng là có hiệu lực mà có trên 50 nghị định cần sửa đổi, trên 3.000 điều kiện kinh doanh cần rà soát. Lúc đó, có ý kiến trong chính phủ cho rằng phải trình Quốc hội xin lùi thực hiện bởi không đủ thời gian hoàn thành khối lượng văn bản đồ sộ như vậy. Nhưng với quan điểm trong chính phủ không có chỗ để bàn lùi, ông Thủ tướng đã giao cho Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các bộ ngành trong đó có VCCI phải làm bằng được. Bộ chủ quản trình đề án VCCI và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương phản biện Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm nhiệm vụ giám định, thẩm định. Cả bốn nhà cùng rà soát từng văn bản để đưa ra quyết định về việc cắt bỏ đơn giản hóa thủ tục kinh doanh. Ngoài những chuyện đó ra thì ông Nguyễn Xuân Phúc còn nhấn mạnh thêm rằng cần phải quán triệt chống cho được lợi ích nhóm. Thủ tướng đã nêu rõ chống tham nhũng trong làm chính sách pháp luật rất quan trọng, phải giữ được sự liêm chính trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật. Ông đã nói như thế. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Lâu nay, tình hình lợi ích nhóm diễn ra rất phổ biến trong mọi lĩnh vực, trong mỗi địa phương. Việc ông Nguyễn Xuân Phúc đề cập đến vấn đề lợi ích nhóm trong lúc này được xem như ông muốn xoáy vào tình hình đang nóng hiện nay. Đó là vấn đề về Thủ Thiêm. Đây là nơi mà lợi ích nhóm mạnh nhất đang hoành hành trước sự bất lực của ông Nguyễn Phú Trọng. Có lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc đang muốn hỗ trợ ông Nguyễn Phú Trọng trong vấn đề loại bỏ lợi ích nhóm của đối thủ. Và câu hỏi được đặt ra là liệu ông Nguyễn Xuân Phúc ra tay có thành công hay không? Sau hội nghị đúng 3 ngày, báo chí đồng loạt cho biết ông Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu vấn đề Thủ Thiêm phải được báo cáo về Thủ tướng. Như vậy đã rõ, Nguyễn Xuân Phúc muốn thọc tay vào kiểm tra nhất cử nhất động của nhóm Lợi Ích Sài Gòn gồm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua và Tất Thành Cang. 27 tháng 11 trên báo Giao thông có bài viết
đối thoại vụ Thủ Thiêm, báo cáo Thủ tướng để có quyết định cuối cùng, đã cho biết tình hình thanh tra chính phủ cùng với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh giải quyết vấn đề Thủ Thiêm. Mỗi lần đối thoại với bà con Thủ Thiêm thì thanh tra chính phủ chính là tai mắt của Nguyễn Xuân Phúc giám sát tình hình giải quyết của nhóm lợi ích Sài Gòn. Kết quả hiện nay vẫn đang bế tắc. Và bế tắc vì sao? Võ Văn Hoàn và các quan chức chính quyền thành phố muốn ép bà con Thủ Thiêm chịu thiệt chứ không thừa nhận Lê Thanh Hải và nhóm thuộc hạ đã sai phạm. Trong lần đối thoại này, Võ Văn Hoàn đã không để cho đại diện của chính phủ đạo diễn cuộc đối thoại. Từ đó dẫn đến kết quả bế tắc không đi đến thỏa thuận giữa chính quyền và người dân Thủ Thiêm. Đây là hình ảnh Nguyễn Xuân Phúc muốn giám sát vụ Thủ Thiêm. Không kể những lần tiếp xúc của các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố với cử tri của quận 2, thì đây là lần thứ tư thanh tra chính phủ đối thoại với người dân Thủ Thiêm tính từ năm 2016 đến nay. Và phía chính phủ chẳng làm gì thay đổi được vai trò và chuyện cù nhảy của chính quyền thành phố. Ông Lê Thanh Hải hiện đã về hưu, nhưng sự kết nối giữa Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua và Tất Thành Cang rất chặt chẽ. Nó như thành trì bất khả xâm phạm vậy. Nên việc ông Nguyễn Phú Trọng 5 lần 7 lượt tấn công mà vẫn không thành. Thực tế, với thực lực như vậy, việc Nguyễn Xuân Phúc muốn xử lý nhóm lợi ích này có thể nói là điều bất khả thi. Và nhóm lợi ích Sài Gòn đang thách thức điều gì? Em trai ông Hải là Lê Tấn Hùng, từng giữ chức chỉ huy trưởng lực lượng thanh niên xung phong, một lực lượng vừa hoạt động vừa trấn áp tất cả những cuộc biểu tình, một tập hợp của những kẻ ra vào khám theo cách lấy côn đồ trị côn đồ, lấy du côn, du đảng, bất nhân trị đối kháng. Thế lực của Lê Tấn Hùng rất mạnh, mọi việc làm sai trái của ông này đều có bàn tay nhấp nhúa của anh trai thọc vào. Vào năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng đã bắt Lê Tấn Hùng với ý đồ moi ra sai phạm của ông anh trai này. Nhưng cuối cùng đến gần 2 năm mà ông Trọng cũng chẳng làm được gì bố già Lê Thanh Hải, dù rằng bố này đã về hưu từ năm 2016. Chùm tham nhũng là từ dân người Việt Nam tặng cho Nguyễn Tấn Dũng. Quả thật, nếu dùng từ này để tặng cho ông Lê Thanh Hải thì cũng xứng đáng lắm. Khi còn đương chức, ông ta kêu gọi nêu gương liêm khiết, phát biểu trong cuộc tiếp xúc cử tri, ông Lê Thanh Hải đã mạnh miệng tuyên bố những kẻ tham nhũng tiền của nhà nước, nhân dân thì đúng là một tội ác. Quả là một sự chê chẽn tột cùng. Người dân Sài Gòn ai cũng rõ gia đình Lê Thanh Hải và nhóm tay sai dưới quyền của ông ta chính là thế lực tham nhũng số 1 tại Sài Gòn. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải dù đã về hưu nhưng vẫn đang tiếp tục thách thức. Không chỉ được cho rằng tham nhũng tiền của dân, nhóm lợi ích Lê Thanh Hải bảo kê chính là thủ phạm cướp đất, đẩy hàng chục ngàn hộ dân ra đường. Nhiều trường hợp người dân đã phải tự thiêu phản đối, có người phải chết trong bất hận, nhiều người khác bị bỏ tù vì phản đối cướp đất. Hầu hết các đơn thư tố cáo tội ác của bí thư Lê Thanh Hải đều bị lờ đi, bởi lẽ nhân vật này là một trong 16 ủy viên Bộ Chính trị được Đảng Cộng sản bảo kê. Thậm chí những người viết đơn tố cáo còn bị trả thù. Tại Sài Gòn, bí thư Lê Thanh Hải không có đối thủ chính trị. Một thời, mọi quyền lực đều nằm trong tay gia đình, anh em và con cái của ông ta, gia tộc họ Lê Thanh Hải. Dường như đã ăn gian nói dối một thời, tham lam tàn độc một đời, hút máu đồng bào một đời, và nay chúng đã sát phạt lẫn nhau trong sự kinh hoàng. Số phận của Lê Thanh Hải và nhóm lợi ích Vạn Thịnh Phát vẫn nhẩn nhơ như không có chuyện gì xảy ra. Dù cho có liên minh Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc thì vẫn bất lực. Xử lý Lê Thanh Hải không hề đơn giản như nhiều người nghĩ, vì nó động chạm đến lợi ích của nhiều nhóm quyền lực trong Đảng. Căn cứ vào quyền hồi tố của văn bản số 04 tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong quy định số 102 vào ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Theo nội dung của quy định đó, thì người đứng đầu tổ chức phải chịu trách nhiệm về các sai phạm của cấp dưới, vợ con và gia đình. Nếu xem xét trách nhiệm liên đới của ông Lê Thanh Hải, sẽ là việc liên đới của người đứng đầu Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng, không ai khác, chính là ông Nguyễn Phú Trọng. Vì thế, việc truy tố ông Lê Thanh Hải và đám thuộc hạ phía sau ông ta không hề đơn giản. Trong nhóm lợi ích Lê Thanh Hải có đan xen quyền lợi rất phức tạp. Khi Nguyễn Phú Trọng muốn biến Lê Thanh Hải làm thành củi, thì hàng loạt tay chân của ông Hải ở Trung ương tìm cách cản trở chứ không để có thể xử lý được. Lê Thanh Hải không ăn một mình. Ông ta biết giải hết bổng lộc từ Trung ương đến địa phương, nên bây giờ phá nhóm lợi ích này mới khó như vậy. Không chỉ một mình ông Nguyễn Xuân Phúc, mà cả liên minh ông Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng chưa chắc gì phá nổi. Đây là hình ảnh liệu hai ông Trọng và ông Phúc có phá nổi nhóm lợi ích Lê Thanh Hải hay không.
Một chính quyền không thượng tôn pháp luật là vậy. Chống tham nhũng bằng quyền lực thì khi nhóm lợi ích có quyền lực lớn quá, việc chống cũng không thể nào thực hiện được. Với nhóm lợi ích Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải, có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng đã bất lực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 30 tháng 11 năm 2020 với bản tin Có phải Nguyễn Xuân Phúc muốn triệt hạ nhóm Lê Thanh Hải hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho người nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.